Con hàu nha bà con, con hàu rất tốt cho sức khỏe chứ không phải là không tốt. Nhưng mà những người có bệnh thế này, những người thế này ăn vào thì bệnh lâu bớt, lâu khỏi, lâu lành và sức khỏe nó không tốt. Không tốt cho sức khỏe, đó là người mắc bệnh mãn tính. Người có bệnh lý nền, đang điều trị suy giảm hệ miễn dịch, dị ứng hải sản, hệ tiêu hóa kém, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, phụ nữ đang cho con bú, bà bầu, viêm khớp, thống phong. Đó là những người không ăn hàu, ăn vào thì càng bệnh nặng thêm, càng lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi thêm, không tốt cho sức khỏe của mình. Cho nên những người có bệnh lý này không ăn, đó là những người có bệnh lý nền, đang điều trị suy giảm hệ miễn dịch, dị ứng hải sản, hệ tiêu hóa kém, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, phụ nữ đang cho con bú, bà bầu, viêm khớp, thống phong thì đừng nên ăn. Ta ăn vào thì lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà không tốt gì cho sức khỏe. Còn ngoài ra, ăn hàu nó rất tốt cho sức khỏe của những người xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương, cơ bắp tốt, tốt cho tim mạch, tuần hoàn máu ổn định, tăng cường cho sinh lý nam, tốt cho trí não. Nhưng không phải tốt là một ngày ta ăn bao nhiêu cũng được, nhưng mà ta ăn không quá 4 con một ngày. Ăn không quá 4 con một ngày, ăn 6 ngày thì nghỉ một ngày. Ăn hàu bà con nhớ bỏ cái vỏ nó ra bà con nha, ăn cái thịt ở trong thôi nha bà con. Bà con ơi, chúc bà con ta ăn hàu vui vẻ mạnh khỏe nào. Woo!